Thưa quý vị, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam với nhiều thay đổi quan trọng về chính sách thị thực visa và thời hạn lưu trú của người nước ngoài tại Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8. Ngành du lịch Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ, không chỉ trong việc thúc đẩy thu hút du khách quốc tế đến, mà còn với các đối tượng khách đến xúc tiến đầu tư, tìm kiếm cơ hội kinh doanh cũng sẽ thuận lợi hơn. Theo đó, thời hạn thị thực điện tử e-visa cho khách du lịch sẽ được nâng từ 30 lên 90 ngày. Sau khi được cấp e-visa, trong 90 ngày, khách du lịch cũng được nhập cảnh, xuất cảnh không giới hạn số lần, không phải làm thủ tục cấp thị thực mới. Bên cạnh đó, công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực, được cấp tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày, được xem xét cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo quy định. Nhiều doanh nghiệp lữ hành đang tích cực đón nhận chính sách mới này. Và cũng là một cái tiền đề, là cùng một cái thách thức cho cái ngành du lịch. Chúng ta cần phải nâng cái chất lượng dịch vụ cao hơn. Cái sự nhiệt tình và cái sự chào đón nó nồng hậu hơn. Chính sách visa được thông qua thì chúng tôi cũng đã phối hợp để xây dựng cái kế hoạch để xúc tiến và quảng bá tại các khu vực như là châu Âu, Bắc Âu, Đông Bắc Á. Khai cái thông tin và làm việc với hơn 400 đối tác trên thế giới. Ở đây là vừa là cung cấp cập nhật cái thông tin mới nhất và đồng thời chúng tôi cũng làm việc với tất cả các nhà cung ứng về dịch vụ ở Việt Nam để làm sao bắt đầu mình bắt tay vào việc làm mới các cái sản phẩm cho nó phù hợp. Theo nhận định của lãnh đạo Hiệp hội Du lịch thành phố, với chính sách visa thông thoáng như thế này rất có ý nghĩa cho điểm đến Đà Nẵng khi thành phố có sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế, tuyến đường bộ nối với các cửa khẩu quốc tế. Đà Nẵng sẽ tiếp đón các nguồn khách rất thuận lợi. Với cái chính sách mới này, chúng tôi kỳ vọng lượng khách sẽ bật tăng trở lại ngay trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Nếu như chúng ta có những cái hành động hết sức nhanh chóng, quyết liệt và cụ thể, trong đó trước mắt chúng ta phải nhắm ngay đến những thị trường, những cái quốc tịch mà có độ nhạy cao của chính sách, phản ứng chính sách cao, nhanh khi mà chúng ta công bố cái chính sách thì được mở. Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch thành phố cho biết thêm, du lịch Đà Nẵng sẽ phải nhắm đến những thị trường có tiềm năng lớn để đẩy mạnh các hoạt động quảng bá xúc tiến. Bên cạnh đó, thành phố cũng có hệ thống sinh thái sản phẩm tốt, hệ thống hạ tầng, nguồn nhân lực, môi trường an ninh an toàn và đặc biệt là có sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố trong việc phát triển du lịch.